Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp tục cái tựa game Stormworks này. Thì hôm nay mình cũng chơi với Khang ha, Khang của Bắp. Hôm nay thì bọn mình tìm được một cái nhiệm vụ khá là hay. Khang tìm được đó chính là cái nhiệm vụ gọi là vận chuyển ha. Thì chưa rõ là vận chuyển cái gì, nhưng mà hôm nay mình sẽ lấy cái con phà này đi. Tại vì có thể là vận chuyển, thì nghe nói Khang nói là vận chuyển xe mà không biết phải hay không. Ủa, vận chuyển xe đúng không em? Đúng rồi. Ok. Thì đây là một cái con phà rất là hay ha. Đây, các bạn nhìn nó hạ lên hạ xuống được và bài để đó. Khóa được, các bạn có thể khóa được và các bạn anh đi theo em nè, cất cái tàu đó đi thôi. Ủa, sao vậy? Mình đi coi thử. À ok, cũng được. Không hờ. Ok. Rồi vì bây giờ mình với Khang sẽ đi coi trước xem là nó như thế nào ha. Để Khang lấy trực thăng qua cái đã. Rồi, các bạn đợi một tí. Xem thử coi là vận chuyển cái gì, tại vì cái con phà nó đi chậm mà lỡ đi xa tới nơi mà nó di chuyển ba cái sầm sàm mà chết luôn. À, máy bay đáp nước nha, xịn nha. Trời, máy bay này sao mà nó hầm hố quá vậy? Ok, đóng cửa lại. Ấy, có dù nè. Nhưng mà dù này mình lấy không được, dù này sao á. Rồi ok, bay đi em. Cái này cái gì? Tầm bậy ghê quá. Ấy. Rồi nó bay, nó dính cái người mình, nó không có đi ra được. Cũng không lấy dù được nữa. Bay lơ lửng đó các bạn, đây là bên trong của cái máy bay ha. Phải điều khiển gì? Phải đi. Cái người mình nó cứ lượn đây là mở cái này là mở đèn, còn cái này là mở cái cửa này xuống rồi. Ghê thì chứ. Đỡ lọt nó cái chết luôn. Đây, máy bay đang bay đây, bay rất là nhanh luôn. Nhanh bay chưa. Còn cái này là cái đồ kéo này các bạn, nó kéo vô cái khoang này nó giữ hàng ha. Này đây có cái ghế ngồi thôi. Cái bay này có thể là vừa đáp nước và vừa đáp trên bờ luôn. USCG sắp tới rồi, thời tiết hiện tại mình đang chỉnh là nó để tự chỉnh luôn nha. Nó tự chỉnh hết, mình không có chỉnh một tí gì cả. Xong bay tới rồi. Lẹ vậy chứ. Ở đây có cái cảng nè, chuyển cái này xuống nè. Như nhân vật của em với anh nó bị dính cái dù quá, không bây giờ không gắn được đồ mới mà không gọi cái dù này ra luôn. Đúng rồi. Ừ, chắc phải tạo cái session mới, cái kiểu này nhảy dù cũng được. Mà nhảy xong nó lại dướng cái dù. Này anh cao xuống chết nha các bạn. Đáp xuống đi Khang rồi, mình không nhảy xuống được đâu em. Xin các bạn coi Khang đáp. Xin. À cái này nó có chức năng giống như VTOL cái máy bay hôm bữa. Xịn đó Khang. Đáp vậy là xịn rồi đó. Xịn rồi, chúng ta đi bơi luôn. Ok, đáp xịn em. Ở đi hơi nước tràn vô rồi. À, cửa mở. Đi thôi. Bơi lẹm thôi, cá mập nó cắn. Đảo này sâu nha, ui đảo này sâu nha. Để cái mầm. Anh thấy em đáp xịn đó. Cái mầm lệ. Có đâu, chưa thấy mà. Sợ. Ôi. Có cái cầu băng qua luôn. Anh thấy cái cầu nè. Chưa thấy cầu thang đâu hết trơn em ơi. Không vô này, không có cá mập nữa đâu. Mình sát dưới đáy rồi, không có cá mập đâu. Chỗ nãy mới có. Ủa sao anh dưới? Tối quá à. Không thấy đường đi lên. Ở đây có cầu thang nè. Bật đèn rồi mà tối thui à. Em thấy đèn anh không? Đù lên lại vậy. Tao đi qua coi cái thử cái này nó là cái gì. Tối thui luôn á. Như thế này bị bố ai. Không, anh nghĩ vẫn còn hoạt động được chứ. Cái đường này không lên được em ơi. Rồi các bạn đợi xíu để mình tìm đường lên. Được anh đi. À lên được. Anh tưởng nó bị rớt xuống. Ủa anh đi đường nào? Đi thẳng lên trên luôn á. Xịn xịn. Đây có cái cửa nè. Trời ơi xịn. À xe. Ok cái này đi đi. Đi ngon nè. Ừ đi đi pha được. Rồi ok. Rồi bây giờ mình các bạn đợi xíu mình về lấy phà đi nha. Rồi thì hiện tại bọn mình đã ngủ một giấc và bọn mình đã về nhà rồi ha. MV Mercury. Đây là tên của con phà này. Đây là hai bên này là hai cái bên gì đó. Dưới này nó có cái gì á, tự nhiên nó trắng trắng này. Đi ha. Thì con phà này nó có hai cái buồng lái, một buồng lái là ở phía trước này. Là chỗ này là đi đi lái phía trước ha, còn phía sau này. Đây là phòng khách, phòng ở giữa để cho khách nó ngồi này kia nè. Còn ở phía sau này nè các bạn là một cái buồng lái ngược lại. Đó là hay ha. Ê, nếu mà em đầu đó anh đầu này mà bật hai cái thì thế nào ta? Sẽ thử. Đâu có được đâu, cái này có quyết định cho anh lái bên kia thì bên em tắt mắt. À đúng rồi. À, ok cái này nó có switch control, có nghĩa là bấm bên kia thì bên kia nó sẽ lái, lại mình đột hết cái throttle này lên cái cần ga kiểu gọi là giống như là chân ga đồ, chân ga đấy. Cái này gọi là cái gì quên. Mình hiểu mà quên. À, nhận nhiệm vụ đi em. Em nhận rồi, em chỉnh đó là autopilot. Auto luôn, xịn vậy. Rồi giờ mình ngồi chơi thôi. Mình hạ lên cái kia đi. Xuống dưới phá. Ok cho nó tự chạy ha. Tại vì tàu này Khang đặt cái autopilot rồi. Khi mà các bạn đặt một cái điểm đến á, như vậy nè, các bạn đặt một cái điểm đến. Ví dụ như mình, ví dụ nha, bây giờ mình đặt điểm đến là tới đây, set waypoint. Xong rồi các bạn vô cái này. Sao mình không tự lấy một chiếc, các bạn chiếc chọn mình đi cái đây. Đấy, giờ nó sẽ tự chạy ha. Sao em? Thôi mà để chiếc đây chắc nó nặng. À, không lấy thêm cũng được, em lấy đi. Muốn lấy không anh quay về lấy. Em có xe tăng nè. Được á, lấy không anh quay về. Ok quay về. Rồi. Chứ chạy về nhà. Ừ nhàm thiệt. Rồi đợi xíu nha, để mình quay về kia mình cho ấy mà có cần tắt cái autopilot không ta? Chắc không. Cần chứ. Không cần. Anh chạy ngược lại được luôn, không cần autopilot. Em mở cái ủa nhưng mà cái con này đâu có chỗ nào thấp đâu, em chạy ra cái chỗ thấp á, bên này nè. Nó mới... có cái dũng cát hay thấy. Ừ cái dũng cát á. Ừ, ok thấy. Em hạ cái kia xuống đi, em nâng cái kia xuống đi. Rồi, bây giờ bọn mình đang chạy vô để Khang lấy xe ra ha. Ok và phà mình đã đậu vô đó rồi ha. Bây giờ mình nãy giờ mình test thử xe tại vì xe chạy hơi khó, bây giờ mình sẽ chạy con xe này vô trong kia ha. Ok chạy từ từ vô cái con tàu này. Ê khoan. Ấy mẹ mới hình như tàu nó bị trôi ngược lại á Khang. Đây để em tí đây. Để anh chỉnh cái này. À, chắc đi được. Sợ nó đi không được. Thả phanh tay ra cho nó đi. Lên. Để dặn ra. Không đi không được Khang ơi. Phải bật số lùi đi. Sao không được anh? Cái gì cũng phải đi. Ơi, xe anh nó chìm nè. Không lùi lên được. Cái con phà nó em phải để sát vô bờ mới chạy lên được. Khó quá. Do con xe nãy chạy hơi khó khăn cho nên bây giờ mình sẽ đi con xe bus này ha, cho nên bỏ con xe kia đi, xe kia chạy hơi khó quá. Đây là con xe bus chạy bằng điện nha các bạn. À, rất là hay. Bỏ phanh tay ra cái đã. Đèn. Đây là cửa thôi, không có gì cả. Cơ. Lên luôn được không? Được anh ơi, xe ngon. Này gầm. Để anh chạy ra, Đây ha, đây là con xe buýt nha các bạn. Rất là đã luôn, rất là đẹp luôn. Và xe này chạy bằng điện, có điện luôn nha. Chạy một hồi nó hết điện á. Hiện tại là điện là 99%, đang giảm dần. Các bạn thấy nó hay không? Mở cửa được nè. Mở cửa là không cho xe chạy nữa, rất là hay luôn. Rồi tới anh lên nè. Em bấm ở phía dưới nó có cái mấy cái công tắc ở phía dưới, em đậu xe sát với em bấm vô phía dưới á, nó khóa xe lại. Cái chạy từ từ thôi. Rồi xe buýt lên luôn. Ngon. Ok. Xanh thấy thuyền nó phà nó bị ê, phà nó bị xước nè. Xe buýt này nó em Khang em lên em nâng cái chỗ này ra lên chút xíu. Nâng cái này lên cao chút xíu. Ok. Chết từ xước luôn đặt. Ừ xước là tại do xe ơi do chạy đi em phà nó bị nghiêng em ơi. Lên chạy đi lên chạy. Nặng quá. Lên chạy đi. Còn mới có hai chiếc mà nó nặng vậy đó ta. Chạy đi chạy ra xa đi, chạy ra xa đi. Em chưa khóa xe lại kìa, nó bị nghiêng kìa. Khóa không được anh ơi. Đưa căng à, tình hình này căng à. Vậy ngồi sao mình chở con kia được ta? Căng kia chắc để giữa. Thôi nhưng mà hai con này một con không đều. Để mà con ở giữa thì nghĩ được. Không vậy lấy con thôi, mình lấy con thôi. Mình... để về F-150. Tí ơi. Xịn thiệt, rớt giữa biển luôn. Ok, do là sự cố không biết tại sao cái con xe buýt nó lên nó rất là nặng, cho nên bây giờ mình đi một con xe nhỏ thôi ha. Mong là lên được an toàn. Điều mình có test những con phà khác nhưng mà không có họ ổn lắm. Con này không xi nhê gì nè. Rồi em coi con nó khóa là được không? Từ để anh chạy ra. Anh chạy phà ra. Được. Cái gì vậy? Sao á? Xe bị bung. Ê gì vậy? Sao anh thấy gì đâu ta? Anh chạy ra. Rồi ok. Còn khóa được không? Nghe cái keng. Mà không biết keng ai, keng nghe bánh xe. Hiện tại là hơi nghiêng nhẹ về bên em một xíu, em phải đậu ở giữa. Đúng rồi, đậu ở giữa là đậu hai bên nó phải đều nhau. Anh dừng tàu lại đi, dừng tàu. Rồi em ơi. Dừng rồi. Cửa xe mở sao? Nó hơi nghiêng nhẹ về chỗ đầu em á. Lùi xe lại đi. Đây là con F-150 Raptor trong Stormworks này ha. Bây giờ để Khang lùi xe lại ở giữa. Chứ nó bị nghiêng cái con phà. Mình không đi được. Phà rất là hay. Trong này có những con khác nó không phải là hẳn là phà, nó là như con xà lan vậy đó. Phía trước nó mở ra rất là rộng nhưng mà phía sau là nguyên một cái đầu tàu phía sau thì ra nó không có hai chiều như này được. Sao rồi em ơi? Ca này. Ok lại nha các bạn, lấy xe khác xe kia nó đi không được. Canh ở lần giữa nó chạy vô luôn nè. Ê, xe đẹp vậy. Canh ở lần giữa chạy vô luôn. Đây luôn, từ từ thôi. Đậu xe ngay giữa nha cưng. Rồi canh ngay giữa để bật đèn. Bật mấy cái đèn này để nó nối xe nha các bạn. Ê, nó hết bánh rồi kìa. Chắc vậy được rồi đó. Để em xuống em nâng cái kia giùm anh đi. Ôi đậu xấu quá. Chị di chuyển lại đi. Tắt cái đèn đi. Nó hít. Mà anh nghĩ là nó hít bánh xe á. Nó hít vậy thôi là được rồi. Chứ nó không hít hơn được đâu. Bánh xe nó nằm hai bên, nó đâu hít được ở giữa đâu. Rồi ok. Ok bây giờ mình chuẩn bị khởi hành ha. Xe chung là Khang kêu đậu vậy là ok rồi. Rồi bây giờ cho phà chạy thôi. Ngon. Nó cũng hơi chênh một chút xíu nhưng mà không sao. Đóng kia lại đi em. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái đảo đó và lấy con xe kia về. Và không biết sự việc sẽ như thế nào nếu mà con xe kia lên cái con phà này và coi nó có bị chìm hay không nha. Các bạn cùng đón xem. Ủa mà sao xe bốc khói rồi vậy? Tắt máy chưa? Tắt máy đi. Để mình đặt cái autopilot cái đó cho nó tự chạy tới. Ok, nó sẽ tự chạy autopilot tới. Động cơ. Không biết rồi nha. Ca này khó. Rồi bây giờ chúng ta đợi nha. Cái chừng té xuống dưới nha. Ê, hết hồn chờ đậu xanh. Ê, để nó bằng bằng em, để nó bằng bằng xuống, để nó bằng bằng xuống. Ok, bây giờ mình đang trên phà, phà nó tự chạy rồi, nó có autopilot nó tự chạy rồi. Rồi ok, khóa gì đi. Ra đây đứng làm Titanic. À, Khang à, sao giờ không được nha. Lỗi em. Anh tưởng anh té xuống luôn chứ. Rồi vậy được rồi. Vậy đi bằng bằng vậy đi. Ghê quá. Chưa bằng à. Bằng ơi. Hồi dớt dớt mới có cái mập lên tàu bây giờ. Để lên xem ở đây. Trời ơi, em thấy cá mập nó nhảy lên không? Bắt cá mập bữa nào đi em bắt cá mập thử không? Bắt ra được. Còn mấy lúc nó nhảy lên trên luôn á, hên xui thôi. Ơ cái gì vậy? Con xe nó bị trôi ngược nè, thấy không? Rồi chăng. Anh bấm cái handbrake á, anh thả nó ra, không biết cái nào thả, không biết cái nào gài. 100% là gài. Ồ. Ê nó bị lùi em ơi. Ê kẹt cửa không ra được, kẹt cửa không ra được. Trời khó nha, khó nha, nó chìm xuống dưới rồi nha. Trời ơi sao không để yên vậy đi. Tại ai vậy trời ơi. Giờ em chạy đi để em tắt máy cho. Rồi rồi chạy đi, chạy xích lên xíu. Ok ok ok. Xịn á, con này xịn con kia. Anh bật mấy cái đèn. Bật rồi mà, đèn đang sáng đó. Lên đây cưng. Sao để máy hoài vậy? Lên đây, lên đây, lên đây. Ok, xin lên, xin lên, xin lên. Đây cái động cơ gì? Động cơ này động cơ dầu, người ta đi xeo đúng không ta? Trời mình chưa được động cơ. Ê, sắp hết xăng em ơi. Thiêu 11% kìa. Chạy lên xíu cho nó khe khóa lên đi, hồi hết xăng không lôi con này ra được là chết luôn á. Nhích lên em ơi, nhích lên em ơi. Xe chạy không được. Ok. Thôi bỏ xe em ơi, bỏ xe, bỏ xe, bỏ xe. Đâu rồi, đâu rồi. Ơi em chết. Ừ sao không bỏ xe ra. Ê các bạn nhìn sát. Chết đâu, chết đâu. Thôi đi em ơi, chiếc đây cũng sống hết xăng rồi, còn có 11% mà. Lên được không, lên được không? Giờ bàn trắng đi. Nó khó thiệt chứ, nó tại có cô đẩy nhẹ cái chạy bờ. Rồi thôi mình ngồi chơi. Khó. Vui. Cà khó. Ừ, khó. Thôi hồi các cái này lên chứ thôi, kiểu như nãy nguyên xe lật xuống biển chết luôn. Hiện tại ai kêu. Đâu. Anh không kêu giữ thăng bằng rồi nãy giờ xe không chơi xuống dưới rồi. Tại anh thử xe anh thấy nó có cái handbrake, anh thử xem là nó đang gài hay sao, tự nhiên gạt xuống cái nó trôi ngược ra sao luôn. Gạt cứ thôi tại thua vậy thôi. Cái trong này là xăng đó nè em, cái trong này anh thấy ở ngoài nó ghi là xăng mới phải ở dưới đây nè. Rồi bây giờ còn 7,7 cây đi khá là xa, bọn mình sẽ đợi nha các bạn, mình sẽ skip cái đoạn này. À, cập nhật tình hình hiện tại là mình còn 5,4 km nữa và nói với các bạn thật sự là rất là lâu luôn ha. Mình bật đèn mình chơi dốc nó cao quá sao xe vậy xuống. Đâu mình hạ xuống. Mà một hồi mình đi khám phá khu vòng vòng đó để coi coi chỗ nào mà nó bằng bằng đó mình đưa xe vô chứ kiểu này sao đưa ta. Bởi gì? Dạ, bây giờ rất là lâu nha. Đúng rồi, đợi chắc có tầm 15-20 phút hơn luôn á. Bây giờ mình vẫn đang skip tiếp đây. Khe giống lại. Vì sao xe? Rồi ok thì hiện tại mình sắp tới cái hòn đảo này rồi và hiện tại là nãy giờ đi được cũng gần 15 phút ha. Và tin tình báo của Khang nói Khang đi trực thăng rồi các bạn. Khang bye bye đường nè anh ơi. Hả sao em? Có đồ móc thì ok. Thì nghe tình báo nó là cái đảo này nó rất là cao, không có chỗ nào để mình nói con tàu này vô để chở xe đó xuống, cho nên là bây giờ mình đang tìm cách ha. Để mình vòng ra cái phía sau của cái đảo này, là bây giờ bỏ cái này đi. Vòng ra phía sau chỗ này nó có đường, lúc nãy bọn mình đi xuống á nhưng mà không biết như thế nào. Thì để coi coi. Ê, anh thấy bên này có cái đường đưa ra, không biết nó có đi ra được không ta? Có cái đường ngay cái mũi hướng hướng 9 giờ em. Em mở cái đảo lên em coi hướng 9 giờ nó có. Rồi, và hiện tại thông báo với các bạn là mình đang tiếp cận cái hòn đảo này. Và phía trước mình là đá ngầm ha, và vẫn chưa có biết được. Ở cái chỗ này nó cũng khá là gần ấy. Đấy, ở dưới cái chỗ mà cái đáy cho độ nông của chỗ này nó rất là sao ta, nó nông, nó cạn á. Nó không có được sâu. Thì để mình coi coi khu này nó có chỗ nào để đáp được cái đậu, thả được cái miếng này xuống không. Chứ không thả được là coi như là câu mình bỏ sông bỏ biển hết trơn luôn. Đi lâu quá trời luôn. Nên là cái chỗ dưới này là cái chỗ quẹo vô ha. Bên này mình thấy nó có một cái đường đưa ra ngay đây, nhưng kiểu ngón tay á. Mà không biết là nó có chỗ. Ê, em hình như dưới này có chỗ nè Khang ơi. Cái chỗ cây cầu á. Mà em chạy xe xuống cây cầu được không ta? Rồi để mình tắt động cơ đi. Cái cầu này có cầu thang, có cái cầu này mình không biết nó có đưa lên được hay không. Và cái tầm tàu mình nó cũng không có thể nào mà tới được. Có cái chỗ hòn đá này khó, hơi khó ha. À, sẵn nói luôn đó các bạn là cái con tàu mình không thể chui qua trong được ha, là vì nó vướng cái này quá. Để mình bây giờ để mình vô mình nghiên cứu thử coi. Cô này không có cá mập đâu yên tâm. Nên nó gần bờ cho nên nó không có cá mập, gần đảo. Đừng có cái công tắc nào mà nâng cái cầu. À đây 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 đây. À, ngon. Được. Vậy nếu mà đem xe xuống như này, ồ mà dưới này anh đang thử cái cầu này, anh đang câu lên. Nhưng mà còn đường nào khác không em? Cầu nâng lên được rồi đó. Tàu thì có thể chạy vô được rồi. Khu này thì hên xui lắm nè. Tại vì nó bị vướng mấy cái này là không bẻ được nè. Khó nha. Phà không lên được là công của tôi nha. Đây là mấy cái cây cẩu thôi, cẩu đồ được thôi. Nhưng mà dưới này nó có đường nữa các bạn. Đây là đường đi lên thôi, có nghĩa là đường xe tải nó xuống đường này. Khó chứ cái cầu này phải bẻ qua được, nó quá ngon rồi. Rồi ok. Nó có đường nè, có cửa nè, có xe nè, có đồ nè. Xe này chắc là chạy được. Ủa em đang ở đâu á Khang? Đảo anh đây nè. Anh đang ở chỗ xe tải nè. Để anh đi lên cao anh tìm chỗ coi có chỗ nào mà đi được không. Chứ cái đường cầu không, anh không biết chuyển con phà vô sao hết trơn. Mong là trong đảo này nó có một cái đường gì đó để mình có thể mà mình chở được cái xe nó qua. Đỡ ở trên này có mấy cống đi cao cao dễ nhìn đường. Rồi xong đời tôi luôn. Ủa và vô chỗ đó vô được, nhưng mà bây giờ làm sao đem xe xuống được? Đem xe nó đâm xuống với phà nó hư xe luôn á. Muốn thử không? Đấy cái thùng á, cậu cái thùng. Không, nếu mà xe chạy xuống thì được, nhưng mà anh sợ là nó phóng xuống con phà á, nó chìm phà luôn á, vậy mới chết á. Để anh chạy xe thử. Cái đóng cửa lại đi. Hả, tôi đóng cửa. Cái qua ghế bên này. Ok, bây giờ để mình chạy xe xuống nha, mình đang chạy xe xuống. Ôi, tông nhanh vậy. Có cả xi nhanh trái, nhanh phải luôn là hay vậy. Ồ, bấm nó giữ luôn. Ồ. Nó không có giữ cho mình. Là trong này chỉ có duy nhất cái đường này đi xuống thôi. Và xuống rồi mình phải qua cái cầu này. Ê, 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 ê. Ôi 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 ôi. Phê quá. Ok, thả lại dốc. Eo quá. Lộn này lấy mấy em bật. Em thấy anh chạy nè. Rồi bây giờ anh nếu mà được anh phóng xuống dưới cơn phà luôn. Chơi liều thử một cái. Không được rồi mình đi máy bay mình đi về. Hoặc là mình cẩu máy bay đi. Ok để mình dừng xe ở đây cái đã. Anh tay cho nó đi. Rồi mở cửa ra. Sao phóng được? Được chứ. Để anh hạ là cái cầu vàng này xuống thế nào. Rồi mình đang qua cầu đây và cầu nó đang hạ xuống, sắp hạ xuống hết rồi. Giờ theo lịch trình của mình là mình sẽ kéo qua bên kia. Đây. Đấy. Em thấy cái tảng đá này không? Hồi anh xếp con phà mình phóng thẳng con xe xuống dưới phà luôn. Kiểu như thế nào? Được không? Được không? Đó cái tảng đá đó, đó. Xếp con phà phóng lại. Cao quá, liền cao quá. Không, anh nghĩ là phóng được. Không được đào thôi. Không được. Không em, được đâu. Cậu, em bật sẵn đèn đi. Không bây giờ em bật sẵn đèn đi. Mà hình như cái chủ yếu cái con xe này á là nó để cẩu cái này lên thôi à. Đúng rồi, mình cẩu cái này cái thùng này lên gì nó chuyện. Không mà mình chơi try hard đi. Mà vậy sao mà để đưa nó qua kia. Thì mình phải chạy con phà vô đó theo đúng của đó là mình đi tàu chứ mình không cần phà, nhưng mà tại mình muốn chuyển nguyên con xe này đi luôn nè. Thôi kệ cho hát đi. Để anh phóng. Nào rồi không? Phóng không? Mà để anh lùi đầu xe con này cái đã dài quá. Để em chị. Các bạn đang xem Vibro đang lùi xe đầu kéo để quay đầu ha. Rồi quay đầu anh phóng thẳng cái đường này đi luôn. Anh mong là được. Khang đang trở đầu cái con phà lại. Rồi. Thẳng rồi đó, bây giờ là chỉ có một đường đâm duy nhất, một là đâm thẳng hướng cái kia thôi, không được nữa thôi. Tại vì đúng của nó là các bạn sử dụng mấy cây cẩu đó là tại vì mấy cái cẩu này thiết kế nó có 4 cái chấu á các bạn thấy không? Để cẩu cái thùng hàng này lên. Nhờ bọn mình chơi try hard tại vì giữa bọn mình là đi nguyên cái con phà. Thành ra là bây giờ bọn mình sẽ thử lấy phà đi thử. Bây giờ để mình lùi cái xe này lại cho nó chuẩn. Game này mình thấy mấy cái này cũng rất là hay, cũng giống như mấy game ETS2 lùi xe vậy đó, nó rất là hay ha. Thực sự là vật lý trong này kiểu mà lùi xe này kia rất là hay. Rất là hay. Sorry các bạn đang bị hình như bị đầy hơi sao nó khó chịu. Rồi. Ok thẳng rồi đó. Ok bây giờ là chỉ có đâm một phát một là thẳng thôi. Mặt đuôi nè. Anh thấy chị bằng đuôi rồi không sao đâu. Hiện tại cái miếng này mình nâng lên nó cao hết cỡ luôn các bạn. Miếng này nó đè vô cái này nó nâng lên con nguyên cái con phà lên được luôn nha. Bây giờ để mình chạy xe vô. Em xuống với em bật đèn sẵn đi Khang rồi. Bật đèn sẵn vô cái nói dính xe liền chứ không thôi chết á. Nó chìm xe nó chìm á. Ghê quá. Lâu lâu mình chơi trò mạo hiểm thử. Mà hồi mình chuyển tới kia mình cũng không biết làm sao để mình chuyển xuống được luôn á. Đi nè. Ủa nãy giờ có bật con tay rồi. Đi nha. Rồi anh. Rồi anh tới nè anh. Hello cưng. Con này nguy hiểm. 50-50. Phải được mà anh chạy từ từ xuống được, từ từ xuống. Cái gì vậy? Xin. Ngon. Xuống từ từ. Cán vô giữa kia chưa anh? Rồi cán rồi em ơi. Rồi thắng lại anh ơi. Ok. Tắt động cơ đi. Rồi được rồi đó em ơi. Bây giờ em đẩy cái thùng này qua, em lấy em chạy bộ em đẩy qua được á. Anh với em chạy bộ đẩy qua. Em khóa cái bánh đó lại rồi. Mở bánh ra. Ok. Cái điện tạo thôi mà. Nó hơi chạy xíu sao em, chạy đi em. Hết ga luôn. Anh nghĩ nó cũng đều tại vì cái đầu nó nằm phần bên kia. Cái đầu xe nằm bên kia, cái đuôi xe nằm bên này, anh nghĩ nó cũng hơi cân á. Không sao đâu. Chạy được không? Ơi ngon rồi, trời, quá ngon, quá tuyệt vời. Tàu nó hơi phà nó hơi nghiêng một tí nhưng mà không sao cả. Rồi bây giờ đặt lại điểm đến, quay đầu, đem quay đầu sẵn đi, kiếm chỗ trống để anh đặt cái điểm đến, anh set cái GPS cho nó. Ngon nha các bạn, quá tuyệt vời. Mình tưởng ngồi lên không được nữa chứ. Chạy theo hướng anh đó anh. Em cứ quay đầu đi, em quay đầu đi rồi mình set autopilot cho nó chạy. Không, chuyển hướng được mà. À đúng rồi, quên vụ này. Quên mục tiêu. Mục tiêu là cái này lái hai người. Rồi để mình chạy ra chỗ trống xong rồi mình set autopilot được. Tàu hơi nghiêng. Không sao. Thì cái thùng xe nó hơi nghiêng tí, không sao đâu. Cái thùng mình đẩy cũng được chứ mình đẩy giữa là con tàu nó cân luôn á. Nhưng mà vậy là quá ok rồi. Để mình ra chỗ thẳng cái đây, tại vì nếu mà mình để ở chỗ xéo á, mình đặt autopilot nó sẽ đi nguyên đường thẳng luôn, nó không biết né chứ ngại vật đâu. Thế là tôi tới đây cũng còn khá là nhiều chứ ngại vật, có đảo này nữa đâu. Tới gần đây mình né nó ra. Rồi và bây giờ mình sẽ skip cái đoạn này, khi mà gần tới đó mình sẽ quay tiếp nha các bạn, tại vì rất là xa. Các bạn nhìn nè, 10 cây. Và các bạn xem nha, hiện tại cái đồng hồ trong game nó đếm là 1 tiếng 19 phút, nó đếm phút ở ngoài đời luôn á. Thì các bạn xem từ đó các bạn xem coi bao nhiêu, xa cực kỳ. Và con này chạy chậm cực kỳ luôn, hiện tại nó chạy là 9 knot. Chở thêm hay chở hay không chở nó vẫn như vậy, nó không có chạy chậm hơn. Giờ đặt autopilot nha, autopilot bích weapon xong đi nào. Rồi ok, đúng như mình dự đoán luôn là cái đích đến của cái này là một cái giàn khoan. Và bọn mình sẽ phải lùi cái con xe này lại và cẩu cái thùng này đi lên ha. Thì mình đang nhờ Khang lấy trực thăng nhưng mà không biết là có trực thăng nào để được cái chế độ này không. Tại vì mình trong game này có hai cái chế độ, một là Advanced và hai là chế độ thường. Cái Advanced đó thì các bạn cần phải có, khi mà cái động cơ á, bạn cần phải có những cái ống đó nè, ống nước, ống gì nó dẫn từ động cơ ra rất là hay. Và nó tính cả xăng, nó tính cả độ nhiệt độ nóng. Các bạn nhìn nè, engine 2 thêm có nghĩa là nhiệt độ của động cơ 2 ha. Đây là nhiệt độ động cơ 1, đây là xăng, nó đang giảm từ từ. Đây là bị điện trong ắc quy á. Nó có xăng có điện luôn nha. Các bạn chạy nó sẽ hết, các bạn nhìn nè. Hồi đầu là nó đầy luôn, bây giờ chạy được nãy giờ cũng dữ dữ. Thì các bạn thấy lúc mà mình trước khi skip video là 1 tiếng 15 phút. Hiện tại là 47 phút rồi, là các bạn trừ ra là tầm cỡ khoảng gần 30 phút đó. Tầm đó đó. Quá dữ luôn. Rồi bây giờ mình tới rồi ha, bây giờ đợi Khang thôi chứ không có cái nào mà để ôm cái thùng này đi lên trên cái giàn khoan bự chảng này được. Chứ có trực thăng mấy ấy. Ủa, mình tưởng trên này nó có trực thăng chứ trời. Ê khoan em ơi, dưới này có cái cần cẩu nè em ơi. Không cần đâu. Trên này có một cái cây cẩu luôn. Khang ơi. Hú. Hay quá. Đâu ai tại anh đâu biết đâu, tới gần mới thấy nè. Thôi chị bay xuống đây chơi với anh. Ủa em đi cái gì vậy? Em đi trực thăng hay đi máy bay vậy? Anh thấy nó nổi lên đền trên mặt biển vậy. Không có đi gì đâu. Ủa sao anh thấy có cái phương tiện dục ở giữa biển kìa? Phải em. Ồ xịn. Rồi, bây giờ để mình giảm lại. Cái dít lên xíu. Và bây giờ cái vấn đề làm sao để mình lùi cái con xe này ra nè. Tại vì nó nằm ở phần đuôi. Lùi ra mới được. Rồi ok, chúng ta để tàu đó đi. Bây giờ chúng ta đi xuống dưới mở cái này ra và tìm cách lên giàn khoan nữa. Hơi khó đó. Mình sợ là sợ cái này nó bị chìm nè, chứ không phải sợ cái gì cả. Ôi ôi Khang ơi là Khang. Em thiệt luôn á hả Khang? Thiệt luôn. Dạ. Em cho em tháo phanh tay ra luôn. Nào. Có mà. ai tháo đâu biết đâu mà tự nhiên lên thân tay nó mất tiêu. Để mình tắt đèn mấy cái này, mấy cái đèn này là để nó cố định. Ừ, anh thấy cũng thấy sai sai, tự nhiên vô phanh tay nó tắt mất tiêu, ốp luôn. Đó, mấy cái đèn này để nó không có bị, nó không có nói con xe lại nha các bạn. Ok, khi các bạn tắt đi thì xe nó sẽ bị trôi, nhưng mà chịu thôi, tại vì bây giờ mình người ta hết rồi đó, thì mình mới di chuyển xe được. Ơ, con tay ra quên nữa. Nó bị dướng cái thùng. Bây giờ lui ra từ từ. Cắt quá Khang ơi, bị dướng rồi Khang ơi. Sẽ lùi được cái thùng này ra, mình không bị vướng, nó hơi bị vướng cái trần một xíu. Ok, xịn. Trời ơi, bao nhiêu năm chơi game lái xe. Ê, nó bị hít, nó vẫn bị hít. À rồi, còn một đèn mở hàng gì đâu, trời đất ơi. Còn một cái bóng đèn mở bên này, đây nè. Chưa có tắt hết hẳn. Thế nó đâu ta? Nó vô luôn rồi. Còn một bên chưa tắt đèn đây. Rồi. Hàng gì nãy giờ mình lùi xe nó cứ bị trôi, nó xuống đây nó cứ hít cái kịch một cái. Để chơi với anh nè Khang ơi. Này đang bật. Rồi ok, mình lùi ra rồi nha các bạn. À, nó hơi bị nghiêng. Hơi bị nghiêng con phà nhưng mà không sao đâu. Nghĩ là ổn. Cho ta tách được cái thùng này ra, nhưng mình tách được cái thùng, cái này là tháo cái hít ra từ từ để mình hít mấy cái bánh xe vào cho nó cố định lại cái nào. Để mình chỉ cần hít cái kia lên thôi, không cần hít cái bánh xe lên. Hơi bị nghiêng một tí. Rồi bây giờ các bạn đợi xíu mình lên giàn khoan, mình lấy cái cẩu, mình cẩu xuống ha. Chà. Cái này là. Ê, chiếc máy bay bữa. Sao em? Nhớ chiếc Ocean. Chiếc nào á? Chiếc máy bay Ocean của anh. À sao á em? Nó trôi giữa biển kìa. anh hỏi đó, anh hỏi chiếc bay của ai trôi giữa biển đó. Rồi mình lên tới cái chỗ cần cẩu rồi các bạn. Đây ha. Ủa anh gì anh? Rồi anh nên là bây giờ anh đang lên cái cần cẩu rồi. Cable up, cable down. Tại sao nó nghiêng dữ? Chịu thôi. Nó nằm, anh lùi xe nó sát bên kia luôn mà. Giờ vấn đề là làm sao để nó hít vô nè. Ủa em coi con nó tới cái thùng chưa vậy? Chưa anh. Gác nha. Nên là mấy cái đồ nói thôi. À, em đang đứng ở đâu á? Dưới cần cẩu. Hạ xuống. Rồi ok, còn hai chân nữa. Mới có một cái, à. Lên không, bây giờ lên không? Lên luôn, được không? Câu lên. Nó mà rớt giữa biển là anh không biết đâu á. Ê, cứng quá, mà nặng quá. Ghê quá. Hít có hai chân à. Nên hít có hai chân rồi các bạn ơi. Cái kêu để đâu vậy? Ai xong. Trời quá hay. Quá hay. Ôi mừng quá. Xong rồi, mừng quá, anh sợ nó rớt xuống. Rồi ok thì video mình sẽ dừng tại đây ha. Coi có theo dõi cái video này và nếu các bạn thích cái video game Stormworks này thì hãy like video này giúp mình. Đừng quên là đừng quên comment phía dưới và ấy xe này đem sale được nè. Xe này đã. Ừ anh thấy cũng đem đã. Đi sale đi. Được rồi, vậy đây mình đem về. Đem về nhà. Ủa mình xách về nhà được không ta? Chạy lên bãi cát nãy á. Ok. Rồi thì mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Bye bye. Nhớ là like, share, comment phía dưới đó nha. Bye bye.